Australia Vitamin Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc, cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho cả người lớn và trẻ em với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamin đều có trên website của công ty. Đặc biệt, Australia Vitamin cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng để gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam ra Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta. Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oat Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oat Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Linh Ly và Kim Huyền rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022. Và kính thưa quý vị khán giả, đại dịch COVID-19 trên toàn quốc Úc Châu vẫn tiếp tục lây lan, và đặc biệt là tại ba tiểu bang lớn nhất và đông dân nhất, đó là New South Wales, Victoria và Queensland. Cả ba nơi này, nhân số dương tính đã gia tăng khá nhiều trong tuần lễ vừa qua. Tuy nhiên, tại tiểu bang Victoria, thông tin đáng khích lệ là số người tử vong trong tuần qua đã có sự giảm hạ so với một tuần lễ trước đó. Ngoài ra thì tại lãnh thổ ACT và lãnh thổ Bắc Úc, thông tin tích cực cũng cho thấy là đã không có trường hợp tử vong nào vì COVID-19. Số ca nhiễm cũng duy trì ở mức ổn định như những tuần lễ trước đây. Về vấn đề an ninh mạng, Tổng công ty Bảo hiểm Sức khỏe Y tế Tư là Medibank ngày hôm nay đã có những thông tin cho rằng là Medibank sẽ phải đóng tiền phạt lên đến hàng triệu đô la vì những vi phạm của Medibank trong quá trình bảo đảm thông tin cá nhân của khách hàng. Và chính phủ cũng đã chính thức mở cuộc điều tra về tất cả hệ thống làm việc của Medibank. Chắc chắn là khoản tiền phạt sẽ không hề nhỏ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước hết là về tình hình dịch COVID-19 ở một số tiểu bang ngày hôm nay công bố các cái dữ liệu trong tuần này. Trước hết là ở tiểu bang New South Wales thì dữ liệu từ Bộ Y tế cho biết là trong tuần này có 37.796 trường hợp nhiễm COVID-19 được báo cáo, tức là cũng gia tăng so với 31.531 trường hợp của tuần trước. Ngoài ra, về tỷ lệ tử vong thì New South Wales cũng có 32 trường hợp nữa tử vong trong tuần này do COVID-19, tăng so với 25 trường hợp của tuần trước. Và ở New South Wales cũng đang có 1.481 trường hợp cần nằm viện điều trị sau khi nhiễm COVID-19, trong đó có 38 trường hợp cần nằm điều trị trong phòng ICU. Còn ở tiểu bang Victoria thì có cái nhân số nhiễm mới trong tuần này thấp hơn so với New South Wales là 26.971 trường hợp, tuy nhiên cũng là gia tăng so với trên 22.000 của tuần trước đó. Và hiện nay ở Victoria cũng đang có 550 người cần nằm viện điều trị sau khi nhiễm COVID-19 với 21 trường hợp cần nằm trong phòng ICU. Về nhân số tử vong thì Victoria dẫn đầu ở Úc Châu khi mà trong tuần này có 54 trường hợp nữa tử vong sau khi nhiễm COVID-19. Mặc dù con số này là cũng đã giảm so với 68 trường hợp đã không qua khỏi sau khi nhiễm COVID-19 ở Victoria của tuần trước đó. Còn lãnh thổ Bắc Úc thì tuần này cũng ghi nhận 750 trường hợp nhiễm mới được báo cáo, cũng là tăng so với con số 329 trường hợp của tuần trước đó. Và hiện nay ở lãnh thổ Bắc Úc cũng đang có 25 người cần điều trị trong bệnh viện do COVID-19. Và đặc biệt là ở lãnh thổ Bắc Úc trong tuần này cũng đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do COVID-19. Còn lãnh thổ thủ đô ACT thì trong tuần này cũng ghi nhận cái nhân số nhiễm mới gia tăng lên con số là 2.239 trường hợp so với chỉ có trên 1.700 trường hợp vào tuần trước đó. Và hiện nay cũng đang có 33 người cần điều trị trong bệnh viện,
tuy nhiên cũng không có ai cần phải nằm điều trị trong phòng ICU. Tuy nhiên trong tuần này thì lại ACT cũng ghi nhận một trường hợp đã tử vong do COVID-19. Queensland là tiểu bang lớn hàng thứ 3 và cũng có số ca nhiễm gia tăng từ mức hơn 10.000 ca nhiễm của tuần trước đó. Trong tuần vừa qua, trong tuần này, Queensland đã có 11.217 ca nhiễm mới. Ngoài ra, Queensland cũng đã có thêm 15 người tử vong. Và nhân số tử vong này cũng như nhân số tử vong của những tuần lễ trước đó. Trong khi số người nằm bệnh viện là 320 người, kể cả 8 người đang điều trị tại ICU. Và kính thưa quý vị, khi mà đại dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện tại nước Úc vào tháng 3 năm 2020, cho đến thời điểm này, người dân Úc Châu đang có một cái xu hướng là dễ bị mắc bệnh hơn. Một số cái hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể hình như đã không còn hoạt động hữu hiệu nữa. Và đó, theo giáo sư Paul Griffin tại bệnh truyền nhiễm và vi trùng học của Viện học Queensland, thì ông cũng đã xác nhận thông tin này. Bởi vì trong suốt đại dịch vừa qua, hệ thống miễn nhiễm của cơ thể con người nó không có một cái sự ba lành, có nghĩa là không có được cân bằng. Một số hệ thống miễn nhiễm đã phải hoạt động tích cực hơn để mà chiến đấu với vi khuẩn COVID-19, đặc biệt là với những cái sự thay đổi liên tục của những cái chủng biến thể mới từ Delta kéo qua Omicron và sau đó là những phân biến chủng của Omicron. Tuy nhiên, ngược lại thì một số hệ thống miễn nhiễm khác hình như là không có hoạt động, đã được nghỉ ngơi quá lâu trong cái thời gian 3 năm vừa qua. Cho nên khi mà bắt đầu cơ thể bị nhiễm một căn bệnh gì đó mà hệ thống miễn nhiễm của loại bệnh đó đã không có được cái vũ khí, thì cơ thể của chúng ta sẽ dễ bị bệnh tật hơn. Và đó là xu hướng chung đã được các giáo sư xác nhận. Và vì vậy mà chúng ta cũng cần phải thay đổi những cái thói quen. Có nghĩa là sau đã khi đại dịch đi qua rồi thì phải cần trở lại với cuộc sống bình thường. Được. Không thể lúc nào cũng chỉ lo đối phó với COVID-19 mà lại quên đi những cái dịch bệnh khác. Và thưa quý vị và các bạn, để đối phó với đại dịch COVID-19 thì trước đây chúng ta chỉ có là tiêm phòng vaccine hay là thực hiện những cái biện pháp sát khuẩn hay là đeo khẩu trang. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hiện nay đang tìm cách để phát triển một cái loại thuốc nhằm ngăn chặn virus COVID-19 xâm nhập vào cơ thể ngay từ đầu, tức là bao gồm cả thuốc xịt mũi, ngăn virus bám vào các cái tế bào trong mũi, hay là ngăn chặn virus nhân lên trong mũi hoặc biến mũi thành nơi tiếp tục để xâm nhập sâu vào hệ thống hô hấp của cơ thể. Ngoài ra thì liên quan đến vấn đề an ninh mạng là một cái thông tin cũng rất được báo chí Úc chú ý ngày hôm nay, khi mà công ty bảo hiểm y tế tư nhân là Medibank có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới nhiều triệu đô la sau vụ mà dữ liệu cá nhân của khách hàng công ty đã bị tin tặc đánh cắp và tung lên trên các cái trang web đen của bọn tội phạm. Hiện nay thì chính phủ liên bang cũng đã bắt đầu mở một cuộc điều tra về việc liệu công ty bảo hiểm y tế tư này có thực hiện các cái biện pháp hợp lý để bảo vệ dữ liệu của khách hàng hay không. Và chính phủ cũng đang cân nhắc áp dụng các cái mức phạt lên tới là 2 triệu 200 ngàn đô la cho mỗi lần vi phạm. Và thông tin về nguy cơ bị phạt ngày càng cứa sâu vào nỗi đau của hãng bảo hiểm y tế tư này khi mà các tin tặc ngày hôm qua đã đăng tải một lượng lớn dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng Medibank mà chúng đánh cắp, mà được cho là có thể là toàn bộ số dữ liệu còn lại. Sau nhiều lần trước đó, các nhóm tin tặc đã công bố nhỏ giọt trên các trang web đen để nhằm đòi tiền chuộc từ Medibank với số tiền lên tới 15 triệu đô la, nhưng mà Medibank đã từ chối trả. Và tất cả các khách hàng của Medibank đã đều được công ty này khuyến cáo là nên hết sức cảnh giác với những cái trò lừa đảo qua các cái tin nhắn điện thoại hay là email. Họ cũng được thông báo là không trả bất cứ cái khoản tiền nào. Nếu mà có kẻ lừa đảo nào đó lừa rằng là sẽ trả tiền để chúng tôi không công bố cái số dữ liệu cá nhân của họ hay thậm chí cả vấn đề sức khỏe của họ lên các cái trang mạng đen. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Bộ trưởng Y tế của tiểu bang New South Wales là ông Brett Hazard đã phải lên tiếng can thiệp sau khi bệnh viện ở Campbelltown, là một bệnh viện ở khu vực Tây Nam của thành phố Sydney, đã đang có một vài vị trí trống, một vài vào
diện tích đang bỏ trống. Và vì vậy mà bệnh viện này đang muốn cho những cái công ty phim ảnh hoặc là những cái công ty giải trí thuê những cái khuôn viên trống này để thực hiện hoặc là để quay hình. Tuy vậy, theo như lời Bộ trưởng Brett Hazard, thì mục đích sử dụng những cái khoảng không gian trống của bệnh viện để thu hình thì là một trong những cái mục đích không thể chấp nhận được, là bởi vì bệnh viện Campbelltown đã phải chi tiêu gần 766 triệu đô la trong thời gian vừa qua để mà trùng tu, nâng cấp bệnh viện. Và sau khi được nâng cấp, đúng là một số building vẫn chưa có đầy đủ trang thiết bị và vẫn chưa đi vào hoạt động, nhưng bởi lý do là đang thiếu hụt nhân viên y tế. Và việc thiếu hụt nhân viên y tế thì chắc chắn là cho dù là chúng ta có phòng trống, có cơ sở hạ tầng, thì việc vận hành bệnh viện này vẫn không thể nào một cách nhịp nhàng. Tuy vậy, Bộ trưởng Brett Hazard thì không công nhận lập luận này. Ông cho rằng là trong thời gian đại dịch vừa qua, kể từ thời điểm đại dịch cho đến nay, hệ thống y tế tại New South Wales đã sa thải 1.700 nhân viên y tế. Và vì vậy, không thể nói là nhân viên y tế đang bị thiếu hụt, mà viện dẫn cái lý do là không thể sử dụng được những cái khuôn viên trống này, và vì vậy nên cho thuê để bệnh viện Campbelltown có thêm chi phí về tài chính. Trước bối cảnh này thì ngày hôm nay, lãnh tụ của đảng lao động đối lập ở tiểu bang New South Wales là ông Chris Minns cũng đã lên tiếng yêu cầu chính phủ phải xác nhận là tại sao là bỏ trống quá nhiều những cái phòng ốc của bệnh viện Campbelltown, trong khi nhân số bệnh nhân khi tới cấp cứu hoặc là chữa trị tại Campbelltown thì đã bị dồn ứ trong một cái khuôn viên nhỏ bé và đã phải chờ đợi rất lâu. Thống kê cho thấy là từ tháng 4 cho đến tháng 6 năm nay thì chỉ có khoảng 42% các ca cấp cứu là đã thực hiện kịp thời mà thôi. Phần còn lại là hầu như là bị trễ. Trong khi đó thì có khoảng 10% bệnh nhân đã phải chờ đợi rất lâu trong cái khâu chuyển từ xe cấp cứu vào giường bệnh, và thời gian chờ đợi này là khoảng 19 phút. Ngoài ra thì cũng đã có khoảng 10% bệnh nhân đã dành khoảng 14 giờ chờ đợi trong khoa cấp cứu để được chữa bệnh. Đó là những cái thông tin mà bên đối lập cần chính phủ phải có cái câu trả lời, trong khi chính phủ thì hiện nay là vẫn bảo đảm là việc vận hành của các bệnh viện là hoàn toàn không ảnh hưởng bởi vấn đề thiếu hụt nhân viên. Ông chỉ chống đối vấn đề cho thuê mướn mặt bằng của bệnh viện nhằm mục đích thu hình giải trí để tạo thêm lợi nhuận mà thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là trong khi đó thì ở tiểu bang Queensland thì ngày hôm nay Bộ trưởng Y tế là bà Yvette Dah cũng đã phải trả lời các cái câu hỏi chất vấn từ các nghị sĩ của đảng đối lập về việc bà được chủ một cái tòa nhà cho sử dụng miễn phí kho để cất giữ đồ đạc cá nhân của bà. Và vấn đề ở đây lại chính là cái tòa nhà mà được Bộ Y tế thuê để làm trung tâm chủng ngừa vaccine. Nên họ nghi ngờ việc bà được để đồ miễn phí như vậy có phải là một hình thức hối lộ để tòa nhà được thuê làm trung tâm chủng ngừa với chi phí hàng nghìn đô la mỗi tuần mà Bộ Y tế của Queensland chi trả. Bà Yvette Dah thì cũng đã thừa nhận rằng là bà đã được chủ tòa nhà tặng một cái phòng để cất giữ đồ đạc cá nhân của mình trong cùng một cái khu phức hợp thuộc sở hữu tư nhân, nơi mà Bộ Y tế cũng đang thuê làm cái trung tâm chủng ngừa vaccine. Sở dĩ có cái sự chất vấn này là bởi trước đó đài ABC cũng đã tiết lộ chi tiết về một cái thỏa thuận thuê địa điểm tại tòa nhà này của Bộ Y tế Queensland từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, bà Bộ trưởng Y tế của Queensland cũng đã nhấn mạnh rằng là bà không liên quan tới bất kỳ hình thức nào trong quyết định của Bộ Y tế trong việc mà thuê và đặt phòng chủng ngừa vaccine tại cái tòa nhà tư nhân này. Nhưng mà lời xác định của Bộ trưởng Y tế Yvette Dah hình như là không đủ thuyết phục, bởi vì rõ ràng là bà đã được tặng một cái căn phòng để bà để đồ, thay vì là phải bỏ tiền ra thuê, một năm cũng tốn vài nghìn đô la. Và vì vậy đây là một cái trường hợp mà đài ABC cho rằng có sự xung đột quyền lợi sau khi những cái thỏa thuận thuê mướn này được hình thành để sử dụng những địa điểm này thành những nơi chủng ngừa trong thời gian đại dịch vừa qua. Trong khi đó thì tại Sydney, kính thưa quý vị, một tai nạn thương tâm đã xảy ra
vào trưa ngày hôm qua thứ Năm, khi mà ba thanh thiếu niên đang đi bộ trên lối đi bộ thì đã bị một chiếc xe tông phải. Và rất là không may, một trong ba thanh thiếu niên 17 tuổi này đã tử vong ngay tại hiện trường. Hai thanh thiếu niên còn lại, một cậu bé thì đã được đưa vào bệnh viện Westmead để chữa trị, trong khi cậu bé thứ ba thì đã may mắn nhảy ra được khỏi cái vị trí xe đụng cho nên đã được an toàn. Người lái xe là một phụ nữ 90 tuổi và tai nạn này đã xảy ra tại vùng Carlingford, là khu vực ở phía bắc của thành phố Sydney. Điều đáng nói là người thanh thiếu niên vừa tử vong, năm nay mới 17 tuổi. Hai thanh niên đi chung cũng 17 tuổi và các em vừa mới thi xong HSC, có nghĩa là vừa mới thi xong tốt nghiệp 12. Tương lai còn đang rạng ngời trước mặt, nhưng mà tai nạn này rất là không may. Mà theo lời cảnh sát điều tra của vụ án thì đây là một trong những cái tình huống vô cùng bi thảm mà ông từng gặp qua. Vâng, là một vụ tai nạn hết sức thương tâm. Trong khi đó thì cũng ở phía bắc của tiểu bang New South Wales, cụ thể là ở khu vực Lake Macquarie, thì một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy cũng đã tử vong sau khi va chạm với một chiếc ô tô vào tối hôm qua thứ Năm. Tài xế của chiếc xe ô tô gây tai nạn thì đang bị cảnh sát truy đuổi vì nghi là đánh cắp xe. Và chiếc xe này đã không dừng lại theo yêu cầu của cảnh sát mà tiếp tục chạy qua một ngã tư, đâm vào người đi xe máy, rồi đâm vào một ngôi nhà, rồi mới dừng lại. Và tài xế cũng đã tìm cách lấy cắp một chiếc xe thứ hai để định bỏ chạy, nhưng mà cũng không may là đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong khi đó thì tại Victoria thì cũng có một người đàn ông đã bị bắt sau khi mà cảnh sát cũng tìm thấy thi thể của một phụ nữ 51 tuổi trong nhà gara để xe với nhiều vết đâm chém ở phía bắc của thành phố Melbourne. Cô con gái của nạn nhân là sau khi chơi với bạn trở về nhà vào khoảng 8 giờ tối hôm qua thì cũng đã phát hiện ra mẹ mình đã tử vong trong gara và gọi điện cho cảnh sát. Chồng của người phụ nữ là một người đàn ông 52 tuổi cũng đã bị bắt giữ và đang được thẩm vấn. Và trong ngày hôm nay, thứ Sáu đã phải ra trước tòa sơ thẩm ở Melbourne. Thưa quý vị, cũng thông tin tại Melbourne, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày hôm qua tại vùng Deer Park ở thủ phủ của thành phố Melbourne. Thông tin cho thấy là một cái cửa hàng trang sức có tên gọi là Shalira đã bị cướp tấn công. Và đây là vụ cướp diễn ra ngay giữa ban ngày. Hình ảnh từ CCTV và những người đi đường quay lại đã cho thấy là ba tên cướp đã mặc những cái bộ đồ bảo hộ lao động màu trắng và trong tay thì đã có búa tạ và có xà beng và đã tấn công hoặc là đập vỡ tất cả những cái tủ kính của tiệm trang sức này, cướp đi một số lượng rất lớn đồ trang sức. Sau khi mà thực hiện xong vụ cướp thì cả ba tên cướp đã cùng nhau bỏ trốn trên một cái chiếc xe Volkswagen, và chiếc xe này được cho là một cái chiếc xe ăn cắp. Mặc dù cảnh sát cũng đã chụp được bảng số xe, nhưng chắc chắn là việc bắt giữ hung thủ cũng rất là khó khăn. Các nhân chứng mô tả đây là một cái vụ cướp vô cùng táo tợn, xảy ra như trong phim, và chắc chắn đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy những cái vụ cướp như thế này. Nhưng mà rất là may mắn là không có một người nào bị thương khi mà ba tên cướp tấn công vào tiệm trang sức Shalira vào sáng ngày hôm qua. Vâng, đúng là may mắn không có ai bị thương, nhưng mà quả là những người đi mua sắm ở trung tâm mua sắm này vào sáng ngày hôm qua được một phen hú vía. Bởi vì là không có trẻ con, bởi vì nếu có trẻ con mà nhìn những cái hình ảnh này thì nó sẽ gây đi vào tiềm thức của nó, sẽ làm một cái ám ảnh cả đời. Bởi vì là những cái vụ cướp này quá táo bạo xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật. Còn thưa quý vị và các bạn, ở tiểu bang Queensland thì có một thiếu nữ bị mất tích ở vùng hẻo lánh thuộc phía bắc của bang này cách đây 46 ngày, tức là hơn một tháng, thì nay lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể của cô. Thiếu nữ này thì được báo mất tích kể từ khi cô được những người bạn trở về nơi đỗ xe và cô lên xe ô tô lái đi vào ngày 16 tháng 10. Và thi thể của cô cũng được phát hiện là vào hôm qua thứ Năm, sau khi người ta tìm thấy chiếc xe của cô ở một vùng đất hoang dã gần Richmond, phía tây của thành phố Townsville. Và thi thể của cô được một chiếc trực thăng nhìn thấy cách nơi chiếc xe được phát hiện là khoảng 600 mét. Tất nhiên cái chết của cô thì cảnh sát cũng không nghi ngờ có bất cứ hành vi phạm tội nào, mà cũng đã báo cho gia đình và chia buồn với gia đình về trường hợp của cô. Trong khi đó thì tại Tây Úc,
Nhà khí tượng vừa thông báo là Tây Úc đã có một cái mùa xuân ẩm ướt nhất trong vòng 50 năm vừa qua. Đặc biệt là mùa xuân năm nay cũng có nhiệt độ rất là mát mẻ. Riêng khu vực Kimberley đã ghi nhận một cái lượng mưa cao nhất trong mùa xuân mà họ từng ghi nhận. Ngược lại thì thủ phủ Perth của tiểu bang Tây Úc thì lại có một cái tình trạng thời tiết hơi khô hạn hơn mức bình thường. Tuy vậy nhìn chung thì phần lớn của tiểu bang Tây Úc đã có một cái nhiệt độ mát mẻ trong mùa xuân vừa qua và triển vọng trong mùa hè sắp tới sẽ là một mùa hè nóng như lửa. Tuy vậy trong tháng 12 này thì tiểu bang Tây Úc cũng sẽ có một cái nhiệt độ tương đối thoải mái và những cái sức nóng của mùa hè nó chỉ thật sự bắt đầu vào tháng 1. Và đây cũng là một cái tình trạng thời tiết rất là khác thường đã diễn ra tại Tây Úc. Mặc dù Tây Úc không đón những cái đợt mưa lũ khủng khiếp như là tại khu vực bờ đông của lục địa Úc Châu, đặc biệt là tại New South Wales và tại Queensland, thế nhưng tình hình thời tiết ở Tây Úc trong những ngày sắp tới và đặc biệt là trong tháng 1 thì các chuyên gia đang lo ngại đến những cái đợt cháy rừng sẽ rất là kinh hoàng nếu không có những cái biện pháp ngăn chặn kịp thời, là bởi vì một cái mùa hè nó với cái khí hậu khô và cái nhiệt độ sa mạc của Tây Úc nó lên đến khoảng trên 40 độ C thì việc cháy rừng nó sẽ rất dễ xảy ra. Điều này là cho thấy là tình trạng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tất cả các tiểu bang và lãnh thổ của Úc Châu. Và chúng ta nhớ là hồi mùa hè năm vừa rồi, tức là đầu năm vừa rồi, khi mà New South Wales thì lũ lụt nhưng mà bên Tây Úc thì lại cháy rừng. Thế và năm nay cũng thế. Năm nay cũng thế. Nhưng mà lại mùa xuân hiện nay ở Tây Úc thì lại là mùa ẩm ướt nhất. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở Úc Châu thì cũng nổi tiếng có cái ngành chăn nuôi cừu. Và ngoài lấy thịt thì việc mà lấy lông để làm len, thì việc lấy lông cừu để làm len thì cũng là một ngành xuất khẩu rất lớn của Úc Châu. Thế nhưng mà có một cái thông tin tiêu cực, đó là giá len thì đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua trên thị trường thế giới. Và điều này cũng đã ảnh hưởng đến ngành xuất khẩu len của Úc Châu, khiến các nhà sản xuất rất lo lắng về cái tình trạng xuất hàng vào năm nay. Tuần này thì giá len ở khu vực bờ đông của Úc Châu đã giảm 32 sen xuống còn chỉ còn trên 12 sen, 12 đô la một kg, khiến đây là mức thấp nhất trong 6 năm qua tính theo giá trị đô la Úc. Nhưng mà nếu tính theo giá trị đồng đô la Mỹ thì đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010, tức là 12 năm qua. Và tỷ lệ chuyển giao, tức là len được giao bán dựa với len không được giao bán thì hiện nay cũng đã tăng từ 9% lên 17%. Và các nhà phân tích cũng như môi giới len thì cho rằng nguyên nhân là cái nơi mua len lớn nhất từ Úc Châu là Trung Quốc thì đã giảm nhập khẩu từ len Úc, do hiện nay Trung Quốc vẫn tiếp tục phải thực hiện các cái biện pháp phong tỏa về dịch COVID-19. Kính thưa quý vị khán giả, với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoa và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng tôi xin trở lại với tất cả quý khán giả vào lúc 8 giờ tối nay trong phần điểm báo thế giới. Lily xin trân trọng kính chào.